So when I go to a workshop at the uni with someone's giving a seminar, to me, some of the best seminars are when the speaker motivates their paper with information they obtain from a real world person, a market maker, a financial advisor, an investor, a fund manager, a regulator, a CFO, or other market participant. So for me, they are the best. They're the best workshops. But typically, then the seminar, the paper goes on just to do an empirical study, looking at the CompuStat tapes or the CRISP tapes or historical market data, and does typical quantitative analysis. So to me, that's great that the research was motivated by talking to real people, but it's a missed opportunity, right? Because they could have done that in a more formal way, right? They could have done a formal qualitative study and then combined that with the literature review to do a formal survey, come up with questions and do a formal survey. So they're missing opportunity. And of course, we're able to do this. We're able to get motivation and do research with real people. They're the actors that we're studying. However, scientists that are doing clinical trials to see the effect of compounds on treatment versus non-treatment groups would jump at the chance to directly talk to the to see what was going on, to talk to the compounds and the atoms. Over to you, Jesse. Yeah, thank you, Tom. Như vậy khi mà thầy Tom có tham dự cái seminar thì thường đó là khi mà người speaker, người nói là motivate, thường rất là hãnh diện motivate cái paper của họ với những cái thông tin mà đạt được thì thị trường như là market maker, rồi từ cái thông tin từ các fund manager, CFO và những cái CFO giám đốc tài chính và những cái người tham gia thị trường khác. Thì theo thầy thì mình bị thiếu một cái gap ở đây, tức là ở bên tài chính tụi mình á, thì thường làm cái research là về empirical research, tức là làm về thực nghiệm, tức là cứ collect data trực tiếp ra sau đó chạy mô hình. Thì đó thì Jesse cũng đang làm cái chuyện đó. Nhưng mà có một cái thiếu ở đây là thầy chưa thấy cái sự kết hợp giữa quality research rồi kết hợp với background là literature review, để cuối cùng là mình combine nó lại như cái slide đầu thầy nói để tạo ra cái survey research. Đó là mình đang thiếu. Và cái ở bên dưới là thầy cũng đưa một số ví dụ về các nhà khoa học ở trong cái ngành y như là clinical trials, nghĩa là cái ngành mà mình đang làm thực nghiệm lâm sàng, thì họ sẽ thấy làm như thế nào để thấy cái ảnh hưởng của các compound, cái chất khác nhau trên cái treatments and non-treatment groups, có là một cái cách để làm survey as well. Yeah. Yeah, thank you. That's right. Yeah. In particular, a physicist would love the chance, to ask the atoms, molecules, and compounds what they're doing, right? But we can actually do that, right? In business, we can do that. We can ask the CFO, we can ask the investor, we can ask the regulators, right? What they're doing, and this would give us a chance to explore the complex reasoning behind what they do. And a prime example of that is the paper by Harvey et al., where they actually went and talked to the CFOs, and that's the citation there. So they actually went and took the opportunity to talk to the real people, right, by doing a survey. And this is a repeated survey that they did each year, sort of addressing some of the big questions in corporate finance. Yeah. Over to you, Jesse. Yeah, okay, thank you, Tom. Như vậy thầy có nói là trong physics, tức là trong vật lý, thì người ta cũng hỏi những câu hỏi về atom, phân tử hay là molecules hay là compound, những cái chất gì đó đang làm gì. Như vậy thì tại sao trong tài chính chúng ta không nên làm như vậy? Chúng ta không làm như vậy, chúng ta nên làm như vậy bởi vì chúng ta có thể ask, hỏi CFO những câu hỏi liên quan đến những, hoặc là hỏi về market maker, những người mà điều hành thị trường, hoặc là hỏi các giám đốc quỹ là những gì họ đang làm và cái reason behind họ đang làm cái công việc mà complex, cái reason complex mà
cái phức tạp, cái nguyên nhân là tại sao họ làm như vậy mà không làm cách này, không làm cách kia, ví dụ như vậy trong tài chính. Thì thầy cũng có thể đưa ra một cái ví dụ rất là quan trọng, là có một cái bài của thầy Harvey Campbell. Đây là một cái bài thầy rất là nổi tiếng bên tài chính. Thầy này là thầy ở Harvard và Jesse rất là thích theo dõi bài của thầy này. Nếu mà các bạn nào mà học tài chính thì biết rõ thầy này, thầy có rất là nhiều bài liên quan đến các mô hình tài chính, đặc biệt là mô hình rất là nổi tiếng đó là mô hình kép em. Và năm 2001 thì thầy này đã public được một cái bài báo mà dùng survey trong tài chính, đó là bài The Theory and Practice of Corporate Finance. Thì nếu bạn nào có interest, có cái đó, thì các bạn có thể tìm cái bài này để